chào các bạn nha. Hôm nay trời chuyển mưa quá chừng rồi nè. Mình thấy cái miệng cống ở đây cá rất là nhiều các bạn. Cá ục quá chừng luôn nè. Mình có mua cái lú giùm bạch mình đặt nha các bạn. Đặt xuống một lát mình thăm. Hy vọng là dính cá nhiều không. Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ dỡ lú cho các bạn xem nha các bạn. Mình đặt hồi sáng. Nè con để ở trên đây rồi chú lát chú đem lên. Không lấy cái xô theo nữa. Ngập sâu quá anh, treo cái đuôi có con đầu à. Ồ, anh treo có con đầu một nữa chứ nó bị chìm, nó không thở được phải rồi. Hai đầu ngoài sáng nước lớn đó. Ồ, nhóc hết trơn mày chết. Trời, có con cá chì bự quá trời luôn kìa. Có con cá chê hả? Này vậy là mình phải lấy cái cây mình chậm cái đuôi nó lên cho cao lên á. Đi lên trên. Đi lên rồi nó luôn đi. Để em thấy. Dạ. Nguyên nhảy xuống tiếp khiên với anh Thừa lên đi. Không khiên hết nổi rồi. Rồi bên yếu rồi, bên yếu rồi, lẹ lên lẹ lên. Chị quá hả? Lại đằng cái vòi nước đi. Cá chè. Đem thao lại con. Đem thao lại cho bác đổ vô. Ở trong cá gì nó kìa, cá gì nó kìa. Rồi hai bạn cá chê luôn kìa. Nhiều vậy? Trời ơi, cá chê ngộ. Cá đâu? Sống không? Chê phi. Ồ, ba con cá, bốn con cá chê luôn. Có con cá chê vàng này. Cái bên kia con cái gì vậy? Con kia gì ở kia đó. Bên đây hả? Không phải, thì trắng. Chủ yếu là quay cái thao cá thôi nha. Trời. Cái cá đâu mà dữ vậy?
Cá này chắc cá người ta cái vuông người ta sảy quá. Cá này cá phi không à. Cá chê gù lưng nó cũng cá phi đó. Con này chê vàng chứ phi đâu. Cái này cá chê vàng. Ủa, vàng đúng là vàng. Mà đặt ra con cá chê phi cà bá vậy. Qua mua đó. Qua trời mưa là tao mua